Rồi ok, hôm nay thì chủ đề chính của video hôm nay là hướng dẫn về trang bị đỏ. Thì như là ở server 594 thì mấy anh em đã rục rịch về nâng cấp trang bị đỏ rồi, cũng gần cách 100 rồi ha. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn toàn bộ về chi tiết về trang bị đỏ ha. Mấy anh em nào không biết thì mấy anh em phải hỏi ngay lập tức. Chắc hỏi tôi cũng không trả lời đâu, thì trong video ngồi làm thì tôi tập trung để cho nó video nó hoàn thiện hơn. Rồi ok, về đầu tiên xin giới thiệu cho mấy anh em, đặc biệt là mấy anh em chơi server cũ và người chơi server mới luôn, và kể cả anh em chơi bên server Việt Nam, là cái này là kiến thức mới nha, anh là kiến thức mới, không phải là kiến thức cũ nữa, tại vì nó mới ra bên server chung và nó cập nhật bên server C cũng không lâu. Đầu tiên thì trang bị là gì? Thì thẻ trang bị đây nó sẽ ra trang bị đỏ, là nó đợt trước là nó chỉ là trang bị vàng thôi, và khi đợt này thì nó update trang bị đỏ thôi. Thì trang bị đỏ là nâng cấp giống như là trang bị bình thường, nó là thẻ trang bị. Thì thẻ trang bị hiểu được nghĩa là gì? Thì thẻ trang bị này nó sẽ cho mấy anh em chỉ số, thì bao gồm là tấn công, HP, tốc độ, hiệu ứng, miễn thương, rồi sát thương đầy đủ hết. Thì mỗi thẻ nó sẽ mang bao gồm những hiệu ứng khác nhau. Đầu tiên với thẻ anh hùng này, ví dụ như thẻ là tất cả ba loại thẻ này nó đều mang những cái chỉ số cơ bản là tấn công, phòng thủ, HP và những chỉ số mà phần trăm tùy theo thẻ nó mới có nha. Ví dụ như cái thẻ hero nha, đầu tiên ở cái thẻ hero này thì nó chỉ có là tấn công, thẻ này đặc quyền nha, là phần trăm tấn công và phần trăm HP. Thẻ này sẽ là phần trăm chí mạng nha, phần trăm chí mạng, phần trăm đỡ đòn, phần trăm hiệu ứng. Thẻ này chúng ta sẽ có phần trăm sát thương thêm, phần trăm miễn thương, phần trăm sát thương nha. Đấy thì mọi người gọi mỗi cái thẻ nó sẽ có một cái dòng hiệu ứng độc quyền. Thì mọi người chơi trong phần hiệu ứng giống hỏi này nè, ví dụ như là bút ghi nè, thì ví dụ như cái thẻ bút ghi Transition này nè, nó chỉ là có tấn công nè, HP nè, tấn công bonus nè, HP bonus nè, Death bonus nè, tốc độ bonus nè. Rồi cái thẻ tay B bút ghi là thẻ hệ nè, thì nó sẽ có gì? Tấn công, Death, phòng thủ, Crit, Bluff. Rồi thẻ Liver thì nó sẽ có cái gì là nó có ghi sẵn trong đây hết nha. Rồi ok, về khi mình nâng cấp trang bị thẻ thì nó sẽ có những cái gì? Đầu tiên một cái thẻ bình thường, nếu như mấy anh em có bình thường là cái thẻ nó sẽ vàng như thế này. Thì khi mà mấy anh em nâng cấp lên nha, khi mà mấy anh em nâng cấp lên thì chỗ này nó sẽ tốn 35 cái chip. Thì cái chip này ở đâu? Cái chip và cái vali này, cái vali nguyên liệu nâng cấp này thì mấy anh em sẽ đi trong cái tài nguyên khiêu chiến trang bị ác mộng nha. Tài nguyên khiêu chiến thẻ trang bị ác mộng đây, cái tài nguyên ở đây. Rồi cái này là cái heal đây ha, thì cái heal đây nó sẽ là khiêu chiến thì bao gồm là 3 ải. Cái này nó mở theo ngày nha, ví dụ như cái này là nó mở thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5 hay là thứ gì đó, mỗi ngày nó sẽ mở một con khác nhau. Thì cho nên là đi cái này nó sẽ rất là khó. Thì mấy anh em, đối với mấy anh em server mới thì mấy anh em phải đủ 3 đồ hình và 3 co, ít nhất 3 co, 3 DPS chủ lực thì mấy anh em đi được cái này. Rồi ok, là bây giờ ở thời điểm hiện tại là server 594 là mấy anh em sẽ đi bằng cái gì, là cơ bản nha, đồ hình cơ bản thì mấy anh em sẽ đi bằng King, là một King đồ hình đam theo HP của King, Xenos và con xương rồng nha. Rồi ok, tiếp tục thì sau khi mà nâng cấp lên thẻ trang bị đỏ thì chúng ta cần lưu ý những gì trước khi mà nâng, là mấy anh em server 594 nghe cho kỹ nha. Vì sao tôi không hướng dẫn sớm cho mọi người, tại vì cái này nó sẽ rất là khó. Đầu tiên đối với một cái thẻ vàng bình thường, mọi người phải roll cái thẻ này cho nó về một cái chỉ số đặc biệt và cái chỉ số cơ bản trước cả. Ví dụ như mọi người roll ra, đối với những con tấn công đúng không, đối với những con tấn công thì mọi người gần như bắt buộc là phải roll cái thẻ này ít nhất là 2 dòng phần trăm tấn công, là ATK bonus đó thì mọi người ít nhất là phải roll 2 dòng phần trăm tấn công. Đối với tướng HP thì mọi người phải roll ít nhất là 2 dòng phần trăm HP thì nó mới kéo đủ đam và đủ lực chiến cho mọi người dùng. Và cái thẻ này nó không có đặc biệt nha, cái thẻ này nó không có đặc biệt nha, cho nên khi mà mọi người roll tướng đó, mà chết mẹ, lỡ này là cho cái này là tôi ví dụ nha, chứ không phải lúc nào nó cũng ra nha mấy anh em. Chết mẹ, cái này là tôi roll ví dụ thôi, cái này là tôi roll ví dụ, lâu lâu nó ra 2% thôi chứ roll nó khó lắm, chứ về roll lần đầu nó ra. Cái này là ví dụ, cái này là ví dụ, chỉ mang tính chất minh họa thôi nha, cái này là ví dụ nha các nội. Rồi ok, thì sau khi mà mấy anh em roll xong này là hướng dẫn cơ bản nha. Uầy mày, cái này là ví dụ, cái này là ví dụ đó mấy em, ví dụ nha, 2% tấn công, 2% tấn công. Rồi ok, thì ví dụ như thế này thì sau khi mà mấy anh em roll xong á thì mấy anh em ví dụ như muốn ưng 2 dòng này á, thì mấy anh em khóa lại, mấy anh em roll tiếp. Rồi ok, thì thẻ này nó sẽ có là dòng HP, phần trăm HP, tấn công, phần trăm tấn công. Thì đối với những tướng HP thì mấy anh em roll làm sao mà cho cái thẻ nó đẹp thì ok, mấy anh em roll như vậy nha. Rồi tiếp theo là đối với những con tướng có skill bút tóc, là ví dụ như Gwyn thì mình chỉ có 2 con bút tóc, là bút tóc là thế hệ anh hùng và thế hệ quái nhân, không phân biệt con nào nha, là nó chỉ thẻ này nó chỉ có 2 thẻ thôi, anh hùng và quái nhân thôi.
thì bắt buộc luôn khi mà mọi người run cái thẻ này, cái thẻ này nó tập trung cái gì? Cái thẻ này nó sẽ tập trung vào dòng tốc độ. Thì mọi người chỉ cần quan trọng là mọi người run ra dòng tốc độ hay không thôi, không cần quan trọng cái thẻ đó là ra dòng thủ hay là gì. Tại vì mọi người nên nhớ là gì nè, để run ra được ba dòng tốc độ nó rất khó, cho nên là một con tướng tốc độ vai trò của nó là gì, nhớ vai trò của nó là bút tốc. Thì cho nên chỉ run quan trọng tập trung cho nó run ra ba dòng bút tốc thôi, còn lại nó ra gì nó ra. Rồi ok, tiếp tục là đối với thẻ đặc biệt là quan trọng nhất là thẻ bút tốc ở thời điểm này là đi trước làm vua. Thì mọi người biết rồi, thì khi mà đi trước á, mọi người sẽ được chia kích trước nè, được gây đam trước nè, được đủ thứ mọi hiệu ứng trước. Thì cho nên là trong cái thẻ tốc này, khi mà mọi người nâng lên đỏ, điều đầu tiên là gì, mọi người phải nâng ít nhất trong mặt mọi người từ đây cho tới khi chơi tới end game. Tôi xin nhấn mạnh là cho tới khi end game nha, thì mọi người phải roll được một cái thẻ dòng ẩn đỏ, ít nhất là bên anh hùng hoặc là bên quái nhân để mọi người trong meta. Thì cái thẻ dòng ẩn nó nằm ở đâu? Cái thẻ dòng ẩn nó sẽ nằm cái dòng thể hiện ở cái dòng cuối cùng là dòng effect nha. Cái dòng cuối cùng nè là cái dòng mà refine effect, là cái dòng đặc biệt. Thì cái dòng đặc biệt này nó sẽ có là tấn công nè, phòng thủ nè, rồi tốc độ nè, rồi cái thẻ cái dòng gì nữa. Thì trong đó là cái dòng đặc biệt là dòng tốc độ là ngon nhất nha. Dòng tốc độ là ngon nhất là TS là tốc độ, tiếp theo là tấn công, rồi cái thứ ba là HP thôi tùy theo con. Nhưng mà dòng tốc độ luôn luôn là dòng duy ngã độc tôn, là dòng cao nhất và dòng cao cấp nhất và quan trọng nhất. Rồi tiếp tục, khi mà nâng cấp lên một cái trang bị đỏ là chúng ta cần lưu ý là nâng cấp lên một cái thẻ đẹp rồi là nó hoàn thiện rồi nha. Ví dụ như cái thẻ đó là tấn công nè, rồi HP hay thứ gì đó, mọi người nâng ok thì mọi người mới nâng lên thẻ đỏ và tăng sao. Tại vì nhớ, mọi người nên nhớ nha, thẻ đỏ không thu hồi được nha, mọi người nhớ nha. Thẻ đỏ mọi người chỉ thu hồi thẻ tăng sao thôi. Ví dụ như một cái thẻ mọi người nâng lên, đây tôi nói ví dụ như một cái thẻ mọi người nâng lên đi, một cái con mà đã tháo ra rồi, để kiếm một con nào mà tháo ra đi. Đây ví dụ như một cái thẻ này đi, con Sonic đây nha, là đây thì có rất nhiều thẻ đỏ nè. Thì khi mà thẻ đỏ mọi người nâng lên, mọi người không thu hồi được, mọi người chỉ có rã nó thôi nha, không thu hồi được. Ví dụ như cái thẻ này mọi người thu hồi nó là nó hiện tài nguyên ở đây nè, còn riêng trang bị đỏ là nó không thu hồi được nha, nó không thu hồi được nha mọi người, nó hiện lên là không nè, thấy chưa, nó không thu hồi được. Cho nên là khi mà mọi người nâng cấp lên cái trang thẻ trang bị đỏ là nó mất hết tài nguyên luôn. Và ở server mới, để mà mọi người nâng cấp một cái tài nguyên này maximum là rất khó. Tôi xin nhấn mạnh nha, là rất khó ở server 594. Và các bạn nào chơi ở server cộng 500 trở lên đi, tài nguyên các bạn giờ này cũng không nâng cấp đủ, tại vì các bạn thiếu cái chip xanh này rất nhiều nha, bạn thiếu cái chip xanh này rất nhiều. Cho nên khi mà nâng cấp lên một thẻ trang bị thì bạn ít nhất bạn phải nâng max cái thẻ trang bị luôn, thì bạn mới quyết định là bạn nâng lên là là để đi đường dài với cái thẻ đó. Rồi ok, đầu tiên là thẻ này rồi ha. Thì giải thích là cái dòng đặc biệt của nó là sẽ dòng tốc độ. Ở dòng trên đây khi mà roll hết thì chúng ta quan trọng yếu tố gì. Rồi tiếp theo nữa, khi mà mọi người roll cái thẻ trong cái thẻ trang bị đỏ, đặc biệt trong cái thẻ này nó sẽ có roll thêm một cái nữa. Thì trong cái tài nguyên trong đây thì nó sẽ cho mọi người là tổng cộng là 50 lần roll nha, nó sẽ cho mọi người tổng cộng là 50 lần roll. Thì trong cái thẻ này mọi người roll là hai dòng, nó sẽ ra dòng ATK nè, dòng tấn công và dòng nữa, nhưng mà nó sẽ có chỉ số tối đa. Thì tối đa ở đây mọi người cộng thêm là 10%. Thì mọi người muốn khóa lại thì mỗi lần khóa thì mọi người tốn một cái ổ khóa để mọi người roll, rồi cứ nhân lên. Thì mọi người roll được tối đa trong cái thẻ này là 50 lần. Nếu như mọi người roll hết 50 lần mà nó ra xui thì coi như cái thẻ này vứt, mọi người phải roll lại một cái thẻ khác từ đầu nha. Đó, cái này là chỉ do dành cho server cũ. Tại sao tôi không muốn server mới mọi người roll như vậy, là cho nên là câu chuyện ở đây là gì, là khi mà mọi người roll mọi người phải đặt vấn đề là bây giờ là mọi người roll là nó có khả năng nó có thay đổi cái thẻ đó. Ví dụ như roll như này ra hai dòng đép, hoặc là mọi người có thể roll ra hai dòng nó ra hên xui nha, nó ra tấn công đép hay là thứ gì đó, nó roll được tới 50 lần. Nhớ nha, tổng cộng trong đây nó roll được 50 lần. Và khi mọi người roll đủ á, thì ví dụ như này là roll đủ 12 lần nè, thì nó sẽ mở trong cái dòng thứ tư cho mọi người. Và chỉ số nó là hên xui nha, tôi xin nhấn mạnh nha, chỉ số nó là hên xui đó. Ví dụ như cái này nó ra HP, mà trong khi đó đang đi con Genos nha, mọi người roll tới lần thứ 12 thì nó sẽ mở ra thanh thứ tư mọi người nha. Rồi ok, đó, roll ra toàn full dép, nó là xui chuyện bình thường. Và trong đây là mọi người có tổng là 50 lần roll. Thì mọi người roll, thì trong đây là tôi roll ra được một dòng phần trăm tấn công, là hai dòng phần trăm tấn công. Thì nếu như tôi muốn khóa lại thì khóa nha, tốn chỉ xóa. Khóa lại cái ô này, ví dụ như mọi người khóa lại cái ô này, chỉ số nó cũng đổi luôn nha, nó chỉ khóa lại cho người cái dòng phần trăm tấn công thôi, nó chỉ khóa lại cho mọi người cái dòng, nhưng mà cái chỉ số phần trăm bên trong nó sẽ thay đổi nha, nó chỉ khóa lại cho mọi người cái dòng đó thôi. Đấy rồi ok, ghi đỏ thì nâng cấp lên thôi, ghi đỏ rất là dễ kiếm, nhưng mà quan trọng là mọi người có tài nguyên nâng cấp nó lên hay không, nó mới là quan trọng. Ok, đây ví dụ như tôi ra được một phần trăm, tôi ra được một cái dòng phần trăm ở đây là phần trăm là 9%, đúng không, 9% của cái maximum này, rồi tôi khóa lại thử đúng không. Thì khi mà tôi roll cái dòng phần trăm nó sẽ vẫn thay đổi nha, nó vẫn thay đổi dòng phần trăm nha, nhưng mà mấy anh em sẽ roll ra được thêm một dòng phần trăm nữa.
Ví dụ như mấy anh em khóa lại, cái này là hên xui nha, cái này là tùy thuộc vào mấy anh em muốn roll này là không, tôi giữ lại mấy anh em muốn giữ lại dòng nào. Đó, thường thì cố gắng sẽ roll ở đây là cố gắng roll 3 dòng 100 HP. Thường là sẽ là như vậy, cái này roll coi như là đốt tài nguyên mấy anh em sẽ roll được 50 lần. Để mấy anh em là kiếm được cái chỉ số mà cảm thấy mấy anh em cảm giác ok nhất. Đó, ví dụ như nó ra tùy thuộc nha, tùy thuộc vào tỷ à, không phải lúc nào nó cũng ra HP đâu. Này thì mấy anh em nó sẽ cho mấy anh em 50 lần roll, thì mấy anh em roll ví dụ như hên xui, ví dụ như ra này hiệu ứng nè, rồi nó ra hiệu ứng nè, tấn công nè, rồi HP nè, thì đa số thường mấy ta roll này người ta chỉ lấy chủ yếu là tấn công là chính thôi. Nhưng còn mà nó ra hay không á, nó ra hay cho hay không á, nó mới là vấn đề. Tại vì cái này nó sẽ rất là khó ra, nhưng thường á là đa số người ta sẽ dùng ổ khóa để người ta roll, còn ít khi mà người ta dùng roll chay lắm. Roll chay này roll không khác gì mấy anh em đốt tài nguyên, chủ yếu đây là làm nội dung thôi. Rồi ok, đó đây là nguồn roll chay, mọi người đó ra toàn là đếp không à. Đấy. Rồi ok, đấy, ra gần như là full 3 dòng 100 HP đúng không? Roll một con tướng tỷ này là tỷ công, mà roll nguyên một dàn HP luôn, mọi người thấy này ảo ma Canada lắm mọi người. Đấy. Rồi ok. Rồi ok, ra một dòng đặc biệt. Rồi, sau quy thứ hai là cái này là may mắn nha, cái này là tào lao nha mọi người. Rồi ok, thì trong cái thẻ này khi mà mọi người roll ra cái dòng đặc biệt, thì cái dòng đặc biệt này có ý nghĩa gì? Đây, cái dòng đặc biệt trong cái thẻ này. Tôi sẽ dịch cái dòng đặc biệt này ha. Cái thẻ này lâu lâu hiếm mới ra mọi người, roll lâu lâu mới ra. Rồi cái thẻ này dòng đặc biệt thì nó chỉ là khi mà đánh lửa, cái thẻ này tên đánh lửa nha, khi HP yếu sau khi hành động, nếu HP của bất kỳ nhân vật nào giảm xuống dưới 20%, lần đầu tiên gây thêm 7% HP tối đa cho tất cả thi địch, thì cái thẻ này đáng ra là ngon. Nhưng cái thẻ này bình thường theo lý thuyết là ngon. Nhưng cái thẻ này lại không dùng như con tướng này được, tại vì nó sẽ dành cho tướng là HP nha. Rồi ok, đó cho nên là khi mà roll cái thẻ này nó sẽ ra nhiều trường hợp khác nhau. Cho nên là khi mấy anh em roll 50 lần. Thẻ này là roll chay nhưng thường người ta sẽ dùng ổ khóa người ta roll, chứ không ai người ta roll thường đâu. Cái này là tôi làm video tôi roll chay cho mấy anh em thôi. À, thì mấy anh em phải chờ là nó có thẻ ngon thì mấy anh em chơi. Đấy, trong đây nó cho 5% hiệu ứng luôn nè. Thì mấy anh em roll làm sao mà nó ra cảm giác mấy anh em ra là cái dòng tấn công nó phù hợp đối với mấy anh em, mà mấy anh em cảm thấy cảm giác nó đủ thì mấy anh em ngưng, mấy anh em không roll nữa. Ví dụ như ra hai dòng phần trăm tấn công 99%. Nghe ra dòng 9% thôi thì mọi người ngưng lại, mọi người không roll nữa, thì đó là tùy thuộc vào cái lượng tài nguyên và cái lượng mà mọi người tích được cái xu này khi đi khiêu chiến cao thủ. Là các này là silver cũ rồi, cho nên thường nha, thì trong trường hợp có thể roll lại cái thẻ này thì tôi đang roll trên một con tướng tấn công nha, nó dễ đổi được sau này. Mấy anh em ví dụ như tướng tốc độ, mấy anh em không có thời gian để mấy anh em đổi đâu nha. Rồi ok, đó thì khi mà mấy anh em roll hết cái đống thẻ này thì tới cái khoảng cỡ ngưỡng 50 thì nó sẽ khóa lại nha. Đấy ok, thì bây giờ ví dụ như tôi roll ra cái này được một dòng hit đi, nhưng mà cái này chỉ có 1% thôi, không đáng nó sử dụng bỏ, thì roll hết 50 lần này. Thì cho nên là roll thẻ nó sẽ là hên xui. Thường á mấy anh em roll mà để ăn chắc mặt bền đó. Đó. Ví dụ như này ra ngon không? Ví dụ như ra 4 dòng tấn công nhưng mà ngon không, nhìn vô như cướp vậy. Nha. Không, mấy anh em nhìn nó ngon, mấy anh em nhìn oầy, mẹ ra 4 dòng tấn công nhưng mà tôi nói thẻ này như cướp. Mấy anh biết sao như cướp không? Tôi nói thẻ này như cướp luôn, mọi người biết vì sao nó như cướp không? Tôi nói luôn, mọi người biết vì sao nó như cướp không? Chỉ số nó thấp. Nha, chỉ số nó thấp quá. Chỉ số nó thấp quá. Đó, cái thẻ này roll ra ngon. Nếu như mọi người có khóa, mọi người khóa là như này nè, thì roll tiếp để đổi cái dòng phần trăm này ngon nha. 3 dòng ví dụ là cái này là chỉ roll được mấy phần trăm, nhìn nó rất là đẹp. Nhưng mà nếu như có ổ khóa roll thêm tiếp 5 lần, có ổ khóa để khóa lại mấy dòng này roll tiếp thì ok, cái thẻ này nó ngon. Nhưng mà không có ổ khóa thì thẻ này lại không ngon. Đối với người giàu á là cái thẻ này sẽ wow. Nha, sẽ ngon nha. Đối với người giàu á, người ta có ổ khóa, người ta chỉ cần khóa lại ổ khóa này thôi, người ta chỉ cần 7 ổ khóa. Nha, người ta khóa lại ổ khóa này thì nó sẽ wow nha. Nhưng mà đối với người bình thường thì không có ổ khóa này thì nó không wow, thì nó cùi nha. Rồi ok, đấy tiếp tục. Rồi đối với thẻ này thường á là đối với thẻ tóc thì mấy anh em khi mà mấy anh em roll thẻ đặc biệt á, thì khi roll thẻ đặc biệt mấy anh em sẽ cần cái gì? Đây tôi chuyển qua con này, khi mà roll thẻ đặc biệt, đây là của con Ewing. Thì đối với con Ewing thì cái quan trọng nhất của con Ewing là gì? Là mấy anh em dùng cái USB này để mấy anh em roll cái thẻ tóc. Thì cái USB này là mấy anh em chỉ mua bằng đô. Một là mua trong gói, hai là mấy anh em đổi trong sự kiện. Cái USB này rất là mắc nha, cái USB này gần như là limited. Mấy anh em chỉ đổi trong sự kiện nè, hoặc là mua bằng đô thôi. Còn để mà mấy anh em cày cái này mà nó cho không thì rất khó mọi người. Cái này thường mấy anh em sẽ phải đổi trong sự kiện là chính nha. Rồi ok, hoặc là mua trong cửa hàng. Thì nếu như mấy em roll ra được cái thẻ này mà là dòng tóc thì maximum của nó là cộng 50 tóc nha mấy em. Cái USB này mà ra thẻ trồng tóc ẩn á, mà mấy em nâng max sau tím vô thì nó sẽ là cộng 50 tóc nha. Nobody có cái thẻ này. Rồi ok, bây giờ trong phiên bản sau mấy em nào có ý định chơi Flash á thì mấy em ưu tiên cái thẻ này trước. Ngày xưa là ưu tiên cái thẻ này. Rồi xong ha. Rồi tiếp theo nữa là bây giờ là thẻ đặc biệt. Thì bây giờ thẻ đặc biệt á chúng ta sẽ có những cái gì?
Thì bây giờ khi mà chơi thẻ đặc biệt á, thì có những cái dòng ví dụ như là thẻ đặc biệt là nó sẽ có là sát thương. Thường thẻ này là chủ yếu tập trung cho những con 5DOT và những con sát thương là chính. Thì thẻ này nó có sử dụng sát thương nè, sát thương thêm nè, miễn thương nè, miễn sát thương thêm. Thì cho nên khi mà roll cái thẻ này nó còn có dòng đặc biệt nha. Cái thẻ này nó còn có dòng đặc biệt nữa. Cho nên khi mà mọi người chơi, mọi người roll là nó sẽ ra dòng đặc biệt ở trên đây và nó sẽ ra dòng đặc biệt ở dưới đây nữa. Thì cho nên khi mà ra dòng đặc biệt ở trên đây, ví dụ tôi đang có một cái thẻ đặc biệt đây, ví dụ như cái thẻ này. Đây của con Xenos đây, dòng đặc biệt của nó đây ha. Đây cái thẻ dòng đặc biệt của con Xenos đây. Thì khi mà nó gây hiệu ứng lửa, nghe, khi mà nó gây hiệu ứng lửa chuyên dụng, thì nó khi mà nó đốt lửa hiệu ứng chuyên dụng thì nó sẽ nổ thêm một lần đam cho cái con mà đối diện, cho cái con mà con Xenos target, là cái con mà con Xenos nó chưởng skill đó, là cái con đối diện con Xenos thêm một lần đam nữa. Nghĩa là nó nổ hai lần đam, một lần là nổ đam AOE của skill, một lần là nổ đam của thẻ tính năng của cái thẻ trang bị. Rồi ok, ngoài ra trong cái thẻ trang bị dòng mở ống ẩn, nếu như mọi người roll hơn, ví dụ như cái thẻ này mọi người còn roll ra được dòng ẩn ở đây nữa, thì khi mà mọi người trên lệch tốc độ ha, thì khi mà trên tốc độ sẽ gây thêm 10% đam nha. Đấy cho nên là câu chuyện nâng thẻ đỏ ở đây nó có rất nhiều yếu tố, và khi mà mọi người roll mọi người phải đủ tài nguyên. Đối với mấy anh em server 594 á, vì sao tôi khuyên là mấy anh em không nên tìm hiểu và không nên nâng trong giai đoạn đầu. Tại vì đầu tiên mấy anh em đi ải không được nha, mấy anh em không đi ải được. Cái thứ hai nữa là mấy anh em không đủ tài nguyên để nâng từ ổ khóa nè, tại vì mấy anh em roll cái dòng trên thôi, mấy anh em roll cái dòng cơ bản thôi là mấy anh em roll đã muốn chết rồi. Nha, mấy anh em roll cái dòng trên đi thôi là mấy anh em roll đã muốn chết rồi, thì nói tới việc gì mà mấy anh em roll được cái dòng ẩn dưới đây. Cùng lắm nếu mà để đáng đầu tư trong ba cái thẻ này nên đầu tư cái thẻ nào, là đầu tiên là thẻ hệ đâu, thẻ phi là phi anh hùng quái nhân là một, thì và thẻ phi đâu thẻ cấp, cái này là cấp rồng, cấp quỷ, cấp S. Thì mấy anh em chơi nâng á, thì theo khuyên tôi là mấy anh em nên đầu tư cái thẻ này trước, tại vì thẻ này là nó sẽ tăng chỉ số gốc của tướng và mấy anh em có cơ hội đổi được. Ví dụ như mấy anh em muốn chơi con Flashy Flash đi, thì mấy anh em phải roll dòng tóc của con Flashy Flash trong tương lai và roll dòng ẩn của nó. Và khi mà mấy anh em ví dụ như không muốn chơi con Flash nữa, thì sau này mấy anh em có thể chuyển qua một con anh hùng bút tóc thế hệ sau, hoặc là một con quái nhân bút tóc thế hệ sau, tùy thuộc mấy anh em muốn chọn là roll quái nhân hay là roll anh hùng. Rồi ok, đấy cho nên là hai cái thẻ này thì nó như nhau nha, hai cái thẻ này dòng nó như nhau, chủ yếu là dòng đặc biệt thì nó nhằm tóc cái thẻ này thôi, còn hai thẻ này thì dòng đặc biệt của nó sẽ là tấn công và chủ yếu HP là chính thôi, còn lại không cần. Riêng cái thẻ này là tại vì nó có dòng tóc cho nên nó sẽ có dòng tóc hiệu ứng. Còn đối với mấy anh em nào mà chơi theo kiểu build hiệu ứng mà sợ hụt hiệu ứng là gì, tại vì trong cái thẻ này cái dòng đặc biệt của nó là nó sẽ có thêm dòng hiệu ứng ngang, cái dòng này dòng hiệu ứng nè, và trong cái dòng thẻ trong của nó nè nó có thêm một dòng hiệu ứng nữa, cho nên khi mà mọi người build mọi người có thể roll ra được dòng hiệu ứng hoặc tất cả cái dòng ẩn, ví dụ như đây là dòng tấn công đi, hoặc là dòng HP, hay là dòng tùy theo là mọi người roll ra cái gì thôi, tại vì khi mà tài nguyên trong đây roll nó sẽ rất là hao. Rồi tiếp theo là trường hợp xấu nhất. Ví dụ như trong trường hợp xấu nhất là gì, như hồi nãy ví dụ như tôi roll cái thẻ này đi, trong trường hợp mà nãy tôi roll cái thẻ mà một cái thẻ mà nó đã có sẵn rồi, tôi roll một cái thẻ mà nó đã có sẵn tấn công, hồi nãy tôi roll con nào ta, hồi nãy tôi roll cái con nào mà nó ra hai dòng tấn công ta, hồi nãy tôi roll con nào ta, tôi roll con nào tôi để quên mất rồi, tôi roll con nào ta, nãy tôi roll con nào ta, tôi roll cái thẻ con nào tôi để quên mất rồi, con này đúng không, không phải gì con nào ta, không phải con mà nãy tôi mới roll ra ba dòng tấn công á, tại vì nó đâu, không phải con gì nó là thẻ gốc của nó rồi, tát UR tát UR ạc này làm gì có tát UR, phải nói không, đúng rồi con tát UR. Thì bây giờ á, trong trường hợp mà xấu nhất, ví dụ như mọi người roll xong cái thẻ này đối với mọi người là ok rồi, hai dòng phần trăm tấn công và hai dòng tấn công, cái thẻ này là ngon rồi nha, cái thẻ này là nếu như nâng mát lên là maximum rồi, chỉ có dòng dép hơi xấu thôi, thì mấy anh em muốn roll lại thì roll lại tùy mấy anh em, nhưng đối với tôi cái thẻ này là ngon rồi. Thì trong trường hợp khi mà tôi nâng lên cái thẻ đỏ này, nhưng trong trường hợp mà tôi nâng lên thẻ đỏ này, bây giờ tôi muốn dồn onin cho một con mà xấu nhất đi, tôi nâng cái thẻ đỏ này, bây giờ tôi nâng cái thẻ đỏ này là lên trang bị đỏ đi, lên trang bị đỏ đi, thì khi mà tôi roll 50 lần, ví dụ như roll 50 lần, đối với những bạn mà không phải là wheel, nhóm mạnh nhưng đối với những bạn không phải là wheel mà gọi là những bạn không có ổ khóa, thì khi mà mấy anh em roll 50 lần đối với một con tướng tấn công, nói ví dụ đi, một con tướng build ATK mà bạn roll trong cái thẻ này nó toàn ra HP, ok, trong chuyện tương lai mấy anh em roll ví dụ như mấy anh em roll ra tấn công như gì, đối với tôi là nó như hạch, tại vì nó sẽ tốn, đối với tôi là nếu ví dụ như tôi chơi server 594 đi mà tôi roll ra như gì thì cái thẻ này nó cũng như hạch, tại vì sao, mấy anh em sẽ tốn một, ví dụ như mấy anh em tốn 1, 2, 3, 7 ổ khóa cho một lần roll, mà ổ khóa kiếm rất khó, 7 ổ khóa cho một lần roll.
Thì nếu như mấy em roll hết 50 lần mà không ra được ít nhất 3 dòng phần trăm tấn công trên 7% thì coi như cái thẻ đó mấy em vứt luôn nha. Cái thẻ đó mấy em vứt luôn, tại vì maximum nó sẽ là 10%. Thì nếu như mấy em không roll ra được ít nhất đi là 3 dòng 15% hoặc là ít nhất là phải trên có tầm 20% đi, không ra là coi như cái thẻ này đi bụi nha. Không ra là coi như cái thẻ này đi bụi luôn, là 50 lần là hết. Ngoài ra có một cái đặc biệt nữa, trong đây tôi không khuyến khích là gì cái thẻ này mấy em có thể chuyển được nha. Cái thẻ này mấy em có thể chuyển được nha, ví dụ như là trong đây mấy em vô đi thì mấy em có thể chuyển dòng trên đây được, nếu như nó có nha, nếu như nó có dòng mấy em chuyển trên đây. Ví dụ như cái nào có một cái thẻ đi thì mấy em muốn chuyển đi thì mấy em ẩn đây là mấy em chuyển dòng y như cái thẻ trang bị đỏ nha. Trang bị đỏ nó chuyển được thì trong đây trang bị nó sẽ chuyển được và cái thẻ trang bị nó cũng chuyển được. Thì nhưng mà tôi không khuyến khích mọi người chuyển, tại vì sao? Cái tài nguyên nâng lên nó rất là khó và mọi người roll lên nó phải chuyển y chang đúng dòng như bên kia. Nên trường hợp để mọi người roll ra, ví dụ như trong trường hợp đây tôi nổ hũ hồi nãy, tôi nổ cái dòng 4 này nè, tôi nổ ra một cái dòng là 9% tấn công đi, thì tôi chuyển cái dòng 4 này, tôi chuyển vào bên đây nha. Rồi ok, thì khi mà chuyển cái thẻ kia nó cũng mất luôn, nó y chang như trang bị nha. Cho nên là khi mà nâng cách nè, mọi người chuyển, mọi người phải hiểu được là đối với mấy anh em chơi Siva mới thì mấy anh em chỉ cần tập trung cái chỉ số ở trên thôi. Còn cái chỉ số ở giữa đây thì cái roll tầm 12 lần nó ra gì thì nó ra. Còn ví dụ như mấy anh em ra được một dòng 9% tấn công rồi, hãy ngưng lại, đừng tham lam. Nhớ nha, hãy ngưng lại. Ví dụ như mấy anh em ra được một dòng tấn công 8% này nè, ngưng lại, đừng tham lam nữa. Mấy anh em tham lam là mấy anh em chết nha. Tại vì roll cái dòng thứ tư mấy anh em không biết nó sẽ ra cái gì nha. Nhớ nha, cái dòng thứ tư mọi người là roll không biết nó sẽ ra cái gì. Cho nên là nếu như mọi người tham, mọi người roll tiếp, ví dụ như cái này đang là 11% tấn công đi, 11% tấn công là rất nhiều. Bây giờ nếu như mọi người tham đi, mọi người mở thêm dòng 12 mà hai cái dòng này nó đảo lại thành dòng khác mà HP mà roll nó không ra được trên 10% tấn công là mọi người chết, mọi người đi. Ví dụ như cái thẻ con chinot này đấy, thì cộng lại chỗ này 44 chỉ có nhiêu đâu, 44 cái này là 4.5 là 9 đúng không, 9 đúng không, cộng thêm cái này 1.85 nữa tính ra được có nhiêu đâu, 11%, 12%, cộng thêm cái ngàn này nữa, thấy không? Cho nên là khi mà roll cái thẻ này mọi người phải từ từ bình tĩnh. Mình có tài nguyên chứ không roll mà mọi người roll mà mọi người bị điên lên á, mọi người roll mọi người không có cản được đâu, nhưng không có phanh được đâu. Rồi ok, đó là cách mà để mọi người nâng trang bị, tối ưu hóa tài nguyên, cái kiểu để mọi người khóa lại đó. Ví dụ như là cái chỗ này nè, anh đó anh Dũng anh dùng ra dòng 3 đây, anh khóa lại chỗ 9.3 nè, đó mọi người khóa lại được, mọi người roll tiếp thôi. Và những cái thẻ này nó sẽ ra dòng đặc biệt nữa. Về dòng đặc biệt của thẻ này thì tôi chưa khai thác được hết, tại vì thẻ này hiếm lắm, thẻ này nhiều lắm, để mà roll lắm mọi người, nó tốn tài nguyên lắm. Nào là dòng ẩn tăng tốc độ nè, dòng gây thêm khi ao tốc độ tấn công thêm nè, rồi khi mà bạn dưới 20% HP gây thêm sát thương nè, rồi khi mà bạn đạt cái hiệu ứng khi mà gây hiệu ứng sát thương chí mạng thì nó sẽ cho thêm cái gì nữa, từng thẻ. Nó chỉ có mọi người ấn vô cái dòng trong đây nè, mọi người muốn coi á thì khi mà mọi người coi cái dòng hiệu ứng đặc biệt của nó thì mọi người vô đây nghe, nó sẽ có giải thích đầy đủ hết đó. Ví dụ như là sẽ cho cái hiệu ứng này HP bonus nó sẽ thêm cái gì, rồi dòng crit boost nó sẽ là cái gì nha. Cái dòng trong đây nó sẽ có hết là dịch hết là những cái thẻ chức năng đặc biệt trong đây nó sẽ có cái gì nha. Ok rồi, đó là toàn bộ tính năng về chi tiết, về hướng dẫn nè, roll nè, nâng cấp trang bị đỏ nè, dành cho Siva cũ lẫn Siva mới nha. Kể cả mấy anh em nào mà chơi Siva Việt Nam rồi, mấy anh em cũng phải tìm hiểu thôi, tại vì cái này là nó mới ra hoàn toàn, và mấy anh em mới chuyển qua bên Siva C, cái này nó chỉ cập nhật chưa được hơn một tháng rồi, tầm tháng rưỡi rồi. Mọi người chưa có đủ tài nguyên để mọi người nâng đâu, chỉ có ai chơi Siva cũ thì mọi người có tướng nè, mọi người đi ải được thì mọi người mới chơi được thôi. Còn nếu như mà chơi Siva mới tầm này không thể nào mà đi được ải, hoặc là khó lắm đi được một hai ải trong giai đoạn đầu thôi. Ok đó, giải thích cho mọi người hiểu vì sao tôi không hướng dẫn nha. Vì sao tôi không hướng dẫn, tại vì đầu tiên là mấy anh em chơi ở server 594 hoặc là server 595 cho tới 600 thì mấy anh em không đủ cấp nha. Đầu tiên là không đủ cấp để mấy anh em mở ải mấy anh em đi. Cái thứ hai nữa là mấy anh em chưa đủ tài nguyên để mấy anh em nâng lên, khi mấy anh em nâng lên cái dạng nửa vời đó. Còn ở trong trường hợp mấy anh em nào mà đua tốc độ á, mấy anh em nào mà đua tốc độ server mới á, mấy anh em nâng cấp chỉ duy nhất nên đầu tư tài nguyên vào để nâng cấp cái dòng thẻ đặc biệt của dòng tốc độ này. Tại vì cái thẻ này nó cho tới 50 tốc độ nha. Xin nhấn mạnh đôi giày nó chỉ cho 20 thôi. Nha, cái đôi giày này nó chỉ cho 20. Nhớ nha. Cái đôi giày này nó chỉ cho 20 mà trong khi đó cái thẻ này nó cho tới 50 nha, rất là nhiều. Cho nên là khi mà mọi người đầu tư thì tôi khuyên mọi người trong thời điểm này chỉ nên dồn USB để roll cho một cái thẻ. Một là chọn quái nhân, hai là chọn cho anh hùng, một là flash, hai là con yêu winch, để cho nó kéo tốc độ và để cho giúp cho mọi người đi trước, follow up trước trong cái meta ở thời điểm hiện tại. Rồi ok, đấy là full clip hướng dẫn chi tiết về trang bị đỏ. Không phải là tôi không muốn làm, mà do là nó chưa chín mùi nha. Tôi xin nhấn mạnh là nó chưa chín mùi thời điểm để làm cho mọi người, tại vì mọi người không có tài nguyên
em nhiều mấy bạn cũng hỏi lắm, nhưng mà khi mà các bạn hỏi xong các bạn chụp đặt cho tôi thì bạn đâu có tiền nguyên đâu. Bây giờ em kêu ừ em phải đủ ổ khóa mà một tuần đi, ví dụ như mấy anh em farm ổ khóa free nha. Đối với những người mà farm free nha thì mấy anh em chỉ có farm trong cái map dojo này là cái quyết đấu võ quán, ở bên Việt Nam là nó là cái quyết đấu võ quán. Thì trong đây là mấy anh em chỉ đi được mua được trong đây có 5 cái ổ khóa à. Còn mấy anh em nào mà khi mà dư kim cương ra, tôi nói là kim cương là phải biết tiêu như thế nào, chứ không phải kim cương thích mua gì là mua. Sau khi mà mấy anh em mua 5 ổ khóa này đúng không, thì mấy anh em dư tiết kiệm kim cương thì kim cương mấy anh em sẽ mua thêm ổ khóa trong đây nữa. Mấy anh em vô cái phần bắt, không phải cái này không phải nằm trong bắt, nó nằm trong phần là như là phần phần super đây. Mua phần kim cương mấy anh em sẽ mua thêm được 10 cái ổ khóa bằng kim cương nữa, thì mấy anh em sẽ tốn thêm 2.000 kim cương. Đối với mấy anh em nào mà nạp well thì mấy anh em sẽ mua thêm bằng đô nữa. Nhưng mà trường hợp mua bằng kim cương luôn, hai cái này tôi không khuyến khích. Tại vì á, ở trong giai đoạn này có những cái mà đầu tư nó đáng hơn, là ví dụ như tính năng chiến thuật trong giai đoạn đầu game và tính năng huy chương. Cho nên là về cái việc đầu tư ổ khóa để đi roll cái thẻ này nó không cải thiện lực chiến nhiều, mà nó còn mang tính chất may rủi và gacha nữa. Cho nên là tôi không khuyến khích mấy anh em làm. Thì mấy anh em hỏi ừ ví dụ như những người mà người ta nạp tiền trăm triệu tiền tỷ vô con game này thì người ta tiêu vô cái gì đó, thì người ta tiêu vô cái chỗ đó nha. Và cái ổ khóa này nó cho mua giới hạn nha, cái ổ khóa này nó mua giới hạn thôi, nó không kiểu bay to win được. Cho nên con game này nó rất cân bằng nha, game này nó rất cân bằng là gì, ừ ông well đi chăng nữa ông chỉ một tuần mới ông roll được bao nhiêu lần đó thôi, không cho roll nhiều. Rồi lâu lâu có bán cho mấy anh em cái bóc, rồi cái bóc đó cũng cỡ tầm 10-20 cái ổ khóa thôi, không mấy anh em chỉ roll được 5-10 lần thôi, không được roll nhiều. Thì sẽ có sự chênh lệch giữa server cũ. Rồi bạn kêu ừ bây giờ em là một siêu tay toy, em trúng việc lót, em nạp vô 20 tỷ, thì em nạp vô 20 tỷ em cũng không quýnh lại nobody đâu. Tại vì nobody là cả một thời gian dài rồi, em có tiền em không mua được, nó là vấn đề thời gian để mấy anh em nâng cấp và roll cái thẻ trang bị, mấy anh em để khai thác tài nguyên nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đấy, đây là video hướng dẫn chi tiết cho mọi người về cái trang bị đỏ. Đấy, nhiều mấy anh em hỏi quá cho nên là hôm nay tôi làm luôn nha.